Vâng, yêu sai xin kính chào tất cả quý khán giả nhé. Hôm nay thì em mới làm một số cái cây đang đục dở cái phôi trực lúa kia. Thì chia sẻ một số anh em cái cốt cây ở nhà vườn nhé. Nói chung là tối này thì lâu lâu lại chia sẻ một cuốn video làm kỷ niệm để anh em ngắm. Đợt này cái cốt này nó đang lên rất là tốt rồi này. Cái tác phẩm si cổ. Đấy. Giờ đồ đẹp giờ đi khó mua lắm anh em ạ. Hôm nay thì Yamasai sẽ quay một cái cuốn video thật dài để mình chia sẻ từng tác phẩm một. Đấy. Cây này thì còn còn quả phúc kia thôi mọi người nhá. Còn cái quả phúc kia thì Yamasai vào lốt. Đấy. Một cái tác phẩm si cổ vừa cổ và hàng lưu nhé các bạn, nó to như này. Giả lắm các bạn. Hiện tại đây nó là cái mặt sau nhé các bác nhé, đây là mặt sau. Đồ thì nó là cái đồ như này thì chả biết nó non hay già, anh em quý vị các bạn là tự cảm nhận. Cái này đang đậy bể. Mình thích cái tác phẩm này, nó thích cái là nó là đồ nguyên bản, đồ cổ nguyên bản. Cổ lại lưu cục mọi người nhé. Tất cả những hệ thống này, ba cái thân của nó này như ba con rồng các bác nhé. Ba thân đều chạy như ba con rồng, nhìn chạy rất là uyển chuyển cây. Đấy. Thì những cái phần cây này thì những cái này nó đều là giữ được cái bộ nguyên bản hết. Có nghĩa là những cái này là những vết nhả nhé. Ngày xưa những cái cổ đứng này anh em nhả hết này. Đấy. Đây. Chứ không uốn mới nhé. Đấy, một cái cây nó giữ được những quả nhả như này thì anh em biết là cây nó già như nào, giữ được tất cả cảnh nguyên. Một số anh em về cắt giật lại làm thì lâu lắm mà nó lâu già lắm các bạn này. Bao giờ mới được như thế kia. Những cái thân này. Đây, anh em xem mỗi cái thân nó nhìn như một cái rồng. Đây. Mình xoay từng góc một nhé. Rất phiêu. Này mình sẽ chia sẻ một số cái cốt ở nhà vườn mà mình vừa mới lâu lắm chia sẻ. Đây cái mặt chơi đây nhá mọi người nhá. Đây là cái mặt chơi này. Đấy, mặt chơi form cây nó thụ cây lắm. Thì sau em sẽ làm một quả phúc này. Cái này chắc tháng hơn tháng nữa là cắt được rồi. Cắt đại mầm lại thì mình sẽ móc một phát lên đây. Sau mình tách bông làm cái quả phúc. Nói chung là cái tác phẩm này thì mình sẽ làm quả phúc nó to tầm đây này, tầm đây này. Đấy. Thì hai bên cái phần bông tay này thì em sai ý tưởng là mình sẽ bay tiếp quăng này. Đấy. Cái này thì mai chắc mình sẽ giật lại này. Đấy, phần này chỉ làm bông đến đây thôi. Cái này này, cái bông bông này phiêu này, cái bông bên này phiêu này, để cho nó phiêu cây ra này. Còn cái quả phúc này mình làm trường nó úp cả nó to đến phần này, từ đây sang đây cái cây nó thụ cây. Thích lắm mọi người ạ. Nói chung là cũng tùy cây nhé, không phải cây nào cây cổ nó như nào cổ mình mới chơi. Một tác phẩm xì với mình là mình rất là thích. Đây là cái tác phẩm mà sấy si mới về đây. Chia sẻ anh em với tác phẩm si. Tác phẩm này thì Imosai mới được anh Tuấn thầy chùa nhượng cho chơi. Đấy. Hôm nay mới là soi rõ này. Đấy. Mỗi ngày quay lần cho anh em ngắm. Một tác phẩm năm thân nhé. Đấy. Nói chung là mình rất thích cái kiểu làm cây như này của anh Phương. Anh Phương Pháp Sư thì làm rất nhiều những cái tác phẩm nổi tiếng rồi. Như tác phẩm Ngũ Phúc, Ngũ Đại Tướng Quân. Xuân Thu, tác phẩm Xuân Thu mình thích nhất này. Thân Pháp này. Kể cả cây bé hay cây to này, các anh ấy làm các bạn xem những phần cổ ngọn này. Làm rất kỹ, cây nu. Đấy. Anh em làm rất kỹ cái thân pháp, kể cả cây nhỏ cây to, đường thân nó chạy rất là phê. Theo làm giờ ấy mua cái cây các bạn mà cũng không phải rẻ tiền, nhưng mà quan trọng là mình cảm thấy thích này các bạn nhé. Đấy. Và xem cái độ thân pháp cây nó như này. Đấy. Đâu cần phải cây to đâu. Cái đường của quả giật này các bạn, những cái đường quả giật to này em giật mấy nước không ra đây. Những cái nước cây mình rất thích anh làm kiểu này. Đấy.
Nói chung là anh cũng muốn là hướng mình chơi cái dòng cây thân Pháp. Dòng cây thân Pháp nhìn như này nó không mà nó chán cây các bác ạ. Phải nói cực phê đúng không ạ? Con này nếu mà như cái này chắc phải tầm 5 nữa là xong rồi. Nhưng bông này 5 nữa xong. Cái này tách bông vào, chỉ còn mỗi tay này, cái tay này. Và sang đây một bông là sẽ dần đây mình sẽ tách đây một bông, hai bông, ba bông, bốn bông, một quả phúc ở đây. Để nó ấm cây. Nó xong phần dưới còn phần trên thôi. Cái form cây này các bác nhìn này, hay đúng không ạ? Cái form cây cực sang luôn. Đấy, tí nữa thì mình đi ngủ mình lại chụp một kiểu. Nói chung mới mua cái đồ đẹp thì chính ra mua của những anh em hay bán cây còn được đồ hợp lý, còn anh em người ta mua có ít cây người ta lại mua khó lắm, người ta không muốn bán mọi người ạ. Đấy. Cái này em để đi chơi rồi. À, đây là cây số 2 trong con video này đấy các bạn. Đồ sướng thật đấy. Phê là phê. Wow, lại con sên này. Tối nay anh em mùa này anh em để ý sên nhé, đây này, nhiều sên lắm này, em cho là chết luôn. Đấy, cái này này cái cây phong cây nó quá là chất rồi. Đây là một cây phong cây đương đại, đây cũng là phong cây đương đại. Cái đường 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 chạy của cái cây này nó rất là phê nhé. Đây đang bật mầm rồi này. Đấy. Cú to được hai lần, giật một hai lượt này. Cái này lẩy lẩy mầm rất đều mọi người nhé, nhưng cây chất đẹp lẩy mầm đây, nó lẩy trong cái khía trong mình phải cắt dài, lẩy khía trong bắt đầu tiếp nó giật lại. Đấy, mầm bắt đầu nó khỏe, bắt đầu lẩy rồi. Đấy, nuôi bao giờ mới được cái tay giật như này. Cây này đây là mặt sau nhưng mà nhé, đây này em sai đang che hết bệ để cho nó lên rễ đã. Bác đấy, cái này nó lên chồi này, cái này giật cho bay một chút để cho nó phiêu cây. Đây nhiều ốc sên thế nhỉ, ở trong cái sơ dừa hay sao các bạn, đây bạn giết chết hết này. Xem trong đây có không. Ai xa đấy. Đây là bẹ của nó hết. Ừ, cái này nó có cái đường chuyển cổ ngọn to này. Đấy, nó xoáy đây là cái bông đỡ sau. Bao giờ anh em mới nuôi được cái tay to như này. Qua để hết đây là em một sai cắt hết thì lấy đường chuyển nhé. Cái vai này. Cái vai ra suộn xịn. Mày có khả năng lấy đúng mầm chỗ này. Cái form này thì nó có là cái form chơi cây quốc dân rồi. Tiếp theo Yamasai muốn chia sẻ các bác là một cái cốt xanh nam điền. Cốt này thì cốt này và cái cốt kia kìa mọi người kìa. Đấy, thì hôm nọ Yamasai là mới chia sẻ đục cốt kia, cốt này thì mình để 2 3 hôm bắt đầu là mình mới tư duy mình làm để mà có một cái cốt trực lúi mà nó to như này. Đấy, mà cái form như này mà lu như này cũng rất là ít đấy. Hôm nay thì Yamasai mới bóc được cái đường này. Tất cả những cái điểm này thì mình muốn bóc ra để lấy vai. Đấy. Mình muốn làm những cái vai xịn này. Đấy, bóc ra sau cái này nó được thành gần như là một cái cút, mà bao giờ anh em mới nuôi được cút to này. Cút này nuôi càng to nó càng giật, nó càng chuyển mạnh ra đây. Đây nhá. Mai một số cái điểm này là mình bóc hết này, những cái điểm đơ này, những cái điểm này là Yamasai bóc hết này. Đấy, khỏe hết. Nó bo nhanh lắm. Đây cái sẹo anh em nhìn cái sẹo này, cái sẹo nó bo khỏe như này mà. Cái điểm này thì mai mình bóc này, đấy, móc này. Bóc cả này đi. Bên đây nó đang có cái vai này thì mai mình sẽ để ý nghiên cứu, mình sẽ bóc một phát chỗ này này. Đấy, đây. Bóc sâu ở đây. Và bóc một phát đây. Thì bây giờ hiện tại cái chỗ này, chỗ kia bóc rồi nhé. Chỗ này bóc rồi này. Mình sẽ làm một phát chỗ đây này. Đấy, chỗ đây. Để cho nó tách vuông cái vai này ra. Đấy. Và cái mình sẽ làm một phát chỗ đây bóc sát vào đây luôn. Để coi như cái đây cả đây nó một cái vai nhé. Đấy, nó sẽ rõ ràng. Bóc hết. Đấy, còn những cái điểm này mình cũng chưa làm đâu. Cái này mai cũng bóc này. Đấy, cái này bóc này. Ừ. Đây là hôm nay mới đang bóc dở cái này. Đấy, đây nó ra cả cái gầm vai này, bóc sâu rồi đi. Nói chung anh em bóc được càng sâu thì sau này cái cây của các bác nó càng đẹp. Đấy, cái nó bóc ở cái chỗ này và mai cái chỗ này bóc lốt này. Đấy. Thì chỗ này nó hũng vào nó cả đây được cả cái vai gồng to này. Đấy, phần những cái phần điểm dưới đơ là mình cũng bóc hết rồi.
Phong cây con này nó cơ cấu đây mới bóc 2-3 điểm đây nhá. Cái mặt thì mình sẽ chơi mặt bên này này, mặt chơi ở đây. Đấy, điểm bên này mình cũng bóc 2 phát nó mới ra gầm vai rồi. Cái phần bên trên này sẽ bóc chỗ đây này. Đấy, bóc chỗ này và sẽ khoanh một phát chỗ này để cho nó ra cả cái miếng này luôn. Đấy, nó ra cái gầm này, anh em nuôi càng to nó càng lở. Quan trọng cái dòng cây xanh này, cái chất xanh con này nó cũng có tuổi, nó rất già mới hơi hơi nhú ra, các bạn mới đẩy hơi nhú ra bắt đầu nó đủn cả lu, kéo cả lu này. Đấy, nay thì mới bóc được cái hỗn này. Đấy, mai thì cũng khoét cả chỗ này ra, bên này thì bóc cái chỗ điểm này rồi, cái này bóc điểm này, cái này bóc chỗ này, bóc chỗ này thì mình sẽ làm quả đường chạy vòng đây này. Đấy, vòng đây và đây chỗ móc này thì nó vòng ra đây cả vai to đùng này, to như này anh em nuôi bao giờ được vai này đúng không ạ? Con này cơ địa của nó thì quá là ok rồi, nuôi đi kiếm những cốt trực lúi mà to to tầm này giờ mà nuôi cũng ít lắm. Đây còn đây là cái cốt si cổ này, cốt si cổ này rất nhiều anh em biết rồi. Một cái cây cổ này chia sẻ với anh em là Yamasai chốt rồi nhá. Đấy, nhiều anh em hỏi nhưng cây này cũng muốn nhượng lại, nhưng mà cũng một số anh em hỏi Yamasai cho cái số điện thoại của anh chủ mới ấy. Đang đợi ngày chắc vài hôm nữa chuyển đi rồi. Nói chung là lần đầu tiên là Yamasai gặp một cái cây cổ mà nó có nhiều điểm khó như này. Đây, cái này em sai review khá nhiều lần rồi. Thế nhưng mà chia sẻ tối này anh em sẽ được cái nhìn nhận nó sẽ dễ hơn. Đấy. Một cái tác phẩm si cổ mà nó gọi là quá nhiều điểm khó trên một tác phẩm. Mà hầu như anh chủ cũ này trước anh em làm hầu như cái cây này nó còn không có một cái điểm nào đơ luôn đấy các bác ạ. Điểm nào nó cũng đẹp luôn, không có điểm nào đơ luôn đấy. Cái đường tay chạy này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái cây sau này nó sẽ rất là nhiều tiền rồi. Hiện tại nó cũng khá rồi đấy. Mà mua ở Hải Dương mà rất nhiều anh em Hải Dương muốn mua lại rồi, nhưng mà anh chủ mới anh không bán. Mình cũng chia sẻ anh em mà cũng có lãi cũng tương đối rồi, nên là anh em, nhưng mà một số anh em người ta tư duy, người ta muốn nuôi mọi người, người ta chưa muốn bán. Cây rất dị. Dị cây đường chạy chuyển quá là hài hòa, quá đẹp này. Cây già lắm. Đấy, chơi cây này cũng chỉ muốn chia sẻ đam mê với các bác thôi. Còn tất nhiên là rất nhiều người có những cây đẹp rất triệu đô, nhiều tỷ. Mình chơi tầm nào thì mình chơi dần dần là tầm đấy thôi mọi người ạ. Còn một số tác phẩm tốt nhưng mà Yêu mà sai muốn chia sẻ thêm một cái cốt si này. Đấy, cốt xi này thì mình chia sẻ khá nhiều rồi. Wow, mới có về bên mình được 1 năm 3 tháng các bác nhé. Đấy, nó có thay đổi rất là nhiều. Các bác mà xem từ những cái ngày đầu ấy, thì mới biết là thay đổi của cái tác phẩm xi này. Mai chắc là mình phải rắc vôi vào để cho nó khử những cái rêu đi. Cái phần chân bẹ của nó bây giờ nó ra chân bẹ mới to rất đẹp rồi. Giờ sau này được cắt cái cành này khoảng gần năm nữa, cắt cành này mình nhấc lên mình sẽ làm lại bẹ hết. Đồ đẹp luôn luôn, nó có những cái giá trị nhất định mọi người. Chất cây này nó lở. Nói chung anh em hỏi nuôi cây nào thì mình cũng nuôi cây cũng chỉ mỗi từ nước với cả đất mới phân như này thôi. Chả có gì mà cây vẫn rất là khô nhá mọi người nhé. Này, cây nó vẫn khô đét luôn. Vẫn nở vẫn khô, cành vẫn phát triển bình thường. Đấy. Này, cơ địa của nó nu thì thôi chấm hết cuộc tình rồi. Cái cổ này ngày xưa mua về cây này giờ nó tuổi to gấp đôi lúc trước anh chủ cũ anh ấy bán rồi. Cây này nở lắm.
Nếu mà theo cái tầm nhìn tư duy của mình, cây này đến lúc nó chơi nó phải to gấp rưỡi như này nữa. Đấy, vì cái cành này mình phải nuôi gấp đôi nữa. Cây này đang nuôi nhá. Đấy, sau ví dụ cành này nó xong thì mình sẽ cắt cái rễ này. Mình sẽ móc cả phần này ra. Đấy, lấy mỗi tí cái bẹ thôi. Cành này to nửa cổ tay rồi. Anh có xem cái đồ như này nó làm gì có nhiều. Chia sẻ với anh em đây là cây xịn nhé, không chắp ghép một tí nào luôn nhé, cây xịn đấy. Hồi để lúc nào thành phẩm cũng nói đấy, nhưng mà mình một số cái cây mình tâm huyết mình chia sẻ với anh em. Thì cũng đêm rồi, tí nữa mà Yamasai sẽ đăng thì sẽ đăng luôn cho anh em ngắm đêm luôn, xem đêm luôn nhé các bạn nhé. À, thì cảm ơn tất cả mọi người theo dõi và ủng hộ Yamasai thời gian vừa qua. Đi mua cây anh em nhiều, anh em đắt có rẻ, đi mua cây rẻ không có đẹp đâu ấy, khẳng định với anh em. Đồ đẹp không có rẻ. Bao lâu rồi cái cây này? Đấy. À, thì chúc các bác ngủ ngon nhé. Yamasai xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Mai Yamasai làm dưới vườn, tối mai mình sẽ chia sẻ một cái video tối ở dưới vườn. Nên mai mình lọc cây to để chia sẻ, anh em lâu lắm không chia sẻ cây to. À, em cảm ơn nhé, chúc tất cả các bác ngủ ngon nhé và sở hữu được nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.